bồ tát vô lượng lực thế gian không hoại được bồ tát vô ý chí biết chúng sinh và pháp tất cả các thế gian sắc tướng đều khác biệt âm thanh và danh từ đều phân biệt biết được tuy lìa nơi danh sắc mà hiện đủ thứ tướng tất cả các chúng sinh không thể dò đạo đó công đức nhiều như vậy Bồ Tát đều thành tựu Rõ tánh đều vô tánh Có không chẳng chấp trước Như vậy nhất thiết trí Vô tận không chỗ nương Nay tôi sẽ diễn nói Khiến chúng sinh hoan hỉ Tuy biết tướng các Pháp Như huyễn đều không tịch Mà dùng tâm bi nguyện Và Phật oai thần lực Hiện thần thông biến hóa Đủ thứ vô lượng việc Các công đức như vậy Các ông nên nghe thọ Một thân hay thị hiện vô lượng thân khác nhau không tâm không cảnh giới ứng khắp tất cả chúng trong một tiếng diễn đủ tất cả các thứ tiếng pháp ngôn ngữ chúng sinh tùy loại đều làm được vĩnh lìa thân phiền não mà hiện thân tự tại biết pháp không thể nói mà làm đủ thứ nói tâm ấy thường tịch diệt thanh tịnh như hư không mà trang nghiêm khắp cõi thị hiện tất cả chúng, nơi thân không chỗ chấp mà hay thị hiện thân trong tất cả thế gian tùy ứng mà thọ sanh, tuy sinh tất cả nơi cũng chẳng trụ thọ sinh, biết thân như hư không đủ thứ tùy tâm hiện. Bồ tát thân vô biên hiện khắp tất cả nơi, thường cung kính cúng dường đấng tối thắng lưỡng túc hương hoa các kỹ nhạc chàng phan và lọng báu hằng tâm thanh tịnh tâm cúng dường các đức phật chẳng lìa một phật hội khắp ở chỗ chư phật ở trong đại chúng đó vấn nạn nghe thọ pháp nghe pháp nhập tam muội mỗi mỗi vô lượng môn khởi định cũng như thế thị hiện vô cùng tận Trí huệ xảo phương tiện, rõ đời đều như huyễn, mà hay hiện thế gian, vô biên các pháp huyễn.